hôm nay là Cú sẽ đến với một con nick ở server 711 nha các bạn. Thì đây là nick của ông anh mình mới vừa mua ngày hôm qua, và ảnh cũng inbox để nhờ Cú cài thuê một số event đấy mọi người. Và cũng cho mình cái đặc quyền là sẽ quay giải siêu cấp hoặc có thể là quay bất kỳ cái gì trên con nick này. Cho nên đây cũng coi như là một con nick đồng hành mới cùng với kênh ha anh em. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem là con nick này có những gì. Thì nói chung là hồi tối thì Cú khi mà nhận nhiệm vụ thì mình cũng hơi lo, tại vì lo nhất là cái phần lãnh địa ấy mọi người. Thì hiện tại là Cú đã nhận hai nick lãnh địa rồi, bây giờ nhận thêm nick của ông anh này nữa là ba nick. Thành ra là mình cũng đang lo lắng là liệu là mình có gọi là làm ổn thỏa không. Tại vì mỗi một nick như vậy là các bạn phải đi khoảng 5.000 điểm á. Nói chung thì 5.000 điểm nó cũng không quá nhiều, nhưng mà để một mình Cú bắn 3 nick, nói chung máy thì mình vô tư, tại vì ở nhà những cái máy thường thường thì rất là nhiều, thậm chí là 5 máy vẫn có đầy đủ để làm. Nhưng mà vấn đề là để bắn 3 nick cùng lúc thì cũng hơi lo nha. Nhưng mà nói chung không sao, cố gắng thôi. 3 nick thì Cú nghĩ là Cú vẫn hoàn thành tốt nha các bạn. Rồi ok, thì đây là một con nick ở server 711, thì cũng là một server khá là mới ha. Và đây là một con nick với level là 55, cũng là nhân vật nữ luôn hết các bạn. Thì hiện tại là đang sử dụng cái set Happy Birthday rất là cute. Thì đây cũng là một trong những cái set mà Cú khá là thích. Ngoài ra thì con nick này cũng có một số những cái set khác rất là đẹp, như là công chúa. Ủa giống nhau nha mọi người, như là cái set chúa tể Satan nè. Đây là một cái set rất là xinh, sao ổng không gia hạn để nhìn cho nó VIP nhờ. Chắc là ổng thích cái set nữ này rồi cho nên là để rồi. Ở đây thì Cú sẽ quay sơ qua cho các bạn xem tổng thể ha, để sau này mình quay những cái video thì các bạn sẽ hiểu hơn về con nick này, về chỉ số mọi thứ cho anh em ha. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ sao nhờ, đúng rồi, mình sẽ show cho các bạn xem về phần nhẫn trước. Ở đây thì anh em cũng thấy là hai cái Venus thì một cái đã cộng 7 và một cái cộng 8. Hai hạnh phúc thì chắc chắn là một cái cộng 8 rồi, cái ở trên thì cộng 6 thôi, chắc là do dồn vào để lên cái cộng 8 á mọi người. Thì nhìn như vậy kiểu như mất sinh đi ha. Nhưng mà nói chung thì đây cũng là một cái tính toán, hoặc có thể là một cái sơ suất nào đó mà gộp vào cái kia cũng không chừng, nói chung cũng không biết được. Thì ở đây anh em cũng thấy cho mình đó chính là nhẫn kim cương cộng 6 và kèm với đó là wow búa. Thì ở đây anh em cũng thấy đây là một con nick với wow búa vĩnh viễn luôn nha các bạn, khá là đẹp ha. Bây giờ là Cú mới để ý ấy, ổng gửi nick mình từ hồi tối rồi, nhưng mà Cú hồi tối thì cũng có vài kèo, thành ra là cũng không có thời gian để vào. Về phần trang phục thì hiện tại là cũng chưa có mát đồ nữa các bạn, ở đây là vẫn đang xài nón 5 hộ giáp 60 thôi ha. Cho nên nick này thì nói chung là về lượt chiến thì chắc có thể cải thiện lên được rất là nhiều. Đồ mọi thứ thì nói chung là cũng rất là ổn áp nha anh em. Chỉ số thì khi mà sử dụng wow búa là sát thương 13.600, hộ giáp 12.700, tấn công 22.000 và phòng thủ là 22.000 luôn. Xài con bếp vượng hoàng nha mọi người. Thì đây là một con nick sử dụng bếp vượng hoàng, thì chắc là Cú sẽ di chuyển sang Kara không nhỉ. Ở đây thì ổng đang sử dụng búa, mình di chuyển sang thì không biết là có sao, thôi đi. Vậy thì ngày đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng búa luôn nha anh em, để hôm sau để coi coi lão có dắt lên cái Kara nữa hay không thì mình sẽ ké sau. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào kép sắt coi. Kép sắt thì cũng có thượng cổ và wow boom nữa nha anh em, rất là đầy đủ. Rồi ở đây thì cũng có lưỡi hái, mảnh lưỡi hái chứ không phải vũ khí nha. Nói chung là mình cũng chưa được sờ vào hai cái loại vũ khí mới là lưỡi hái và kèm với leo ganh lì xì nữa. Thật sự thì cũng có một vài nick, vài anh khách, nhưng mà nói chung thì Cú cũng ngại lắm các bạn. Tại vì thường thường những anh khách đó thì mình kiểu như là không có nói chuyện thân thiết nhiều, kiểu như là cũng có giao dịch, cũng có này kia thôi, nên cũng ngại mượn. Thôi thì chúng ta cứ chơi những cái vũ khí bình thường đi, đợi một ngày nào đó chúng ta có cơ hội thì chúng ta sẽ quẩy luôn cho nó phê ha. Rồi ok, bây giờ thì Cú sẽ tiến hành vào đi giải siêu cấp nha nè. Rồi hôm nay là thứ ba nha các bạn. Thì hiện tại nick ở bên Cú khá là cháy rồi, những cái nick tầm 500 1M 2M thì hầu như Cú đã bán sạch sẽ, không còn một cái gì cả. Nhưng mà nếu như mà anh em có nhu cầu tìm nick nạp mốc giao dịch trung gian, thanh lý nick hay còn bán hộ thì các bạn liên hệ với mình sang Zalo. Về phần nick thì nói chung là anh em khi mà tìm nick thì cũng đừng có vội, tại vì vội quá thì anh em sẽ mua chúng những cái con nick giá nó sẽ cao và nó sẽ không được ngon, cái đó là Cú nói thật luôn.
Còn đít ở bên cuối thì mình đều gọi là mỗi ngày thì nó sẽ ra vào, có thể là hiện tại nó đang cháy nhưng mà một hai hôm sau thì sẽ có nhiều bạn khách thanh lý lại thôi. Cho nên là anh em mà có nhu cầu gì thì anh em liên hệ với Cú Sen Zalo, thì anh em nhớ là inbox trực tiếp luôn để mình có thể tư vấn các bạn một cách nhanh nhất và ghép các bạn nhanh nhất, chứ các bạn đừng gửi kết bạn rồi đợi mình inbox nha. Tại vì bạn bè của Cú hiện tại là đầy rồi và Cú cũng không có chấp nhận kết bạn được nhiều, trừ khi nào là tiến hành giao dịch thì Cú sẽ gọi là xóa bớt để chấp nhận kết bạn thôi. Tại vì một ngày như vậy thì cũng có vài năm, 10 người, thậm chí là vài chục người gửi kết bạn nữa, cho nên là anh em cũng thông cảm giùm Cú ha. Cho nên là anh em cứ inbox đi, lâu lâu thì Cú vẫn sẽ rep anh em rất là bình thường và tư vấn đầy đủ cho anh em. Khi nào mà đến giao dịch thì mình sẽ lọc bớt và mình sẽ chấp nhận kết bạn với anh em để tiến hành thông tin các thứ. Còn nếu vô tình mà mình có xóa chúng những bạn khách nào mà đang cần thiết bên mình thì các bạn vui lòng inbox lại giùm Cú, các bạn thông cảm cho mình. Tại vì bạn bè nó đầy thì anh em cũng biết là mấy nghìn người rồi, 2000 người ở Zalo, thành ra là đôi khi nó sơ suất không tương tác nhiều, với lại xóa ẩu thì nó cũng sẽ dính một vài bạn, cho nên là anh em cũng đừng buồn ha. Rồi ok, ở đây thì hồn sao của chúng ta là, để coi coi các bạn, 3-4 sao nha mọi người. Biết thế nhở. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu thôi. Thì khá là lâu rồi thì cũng mới sử dụng lại cho mình Wow Búa. Từ lúc mà cái sự kiện, những cái event mới ra mắt gần đây thì chỉ số được cải thiện rất là nhiều. Thành ra là khi mà anh em sử dụng Wow Búa trong chiến đấu thì hầu như là anh em phải bắt buộc chơi đào khá là nhiều. Chứ nếu như chơi đam thì chúng ta sẽ gọi là bị mất đi rất là nhiều sát thương so với Kara nha. Trận đấu đầu tiên thì chúng ta gặp một chị em song sinh. Tuy nhiên thì bạn ấy sử dụng cho mình là bé Na nha mọi người. Bây giờ thì cô sẽ sử dụng cho mình là một pha băng nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ thì cô sẽ bay lên trên đây để bò sát vào màn hình nha anh em. Cô sẽ sử dụng bia bơm luôn để cho nó chuẩn 100%. 68. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết cái skill của bé Phượng Hoàng để dồn đam. Rồi sau đó thì cô sẽ sử dụng cho mình là một pha full đam, kèm với đó là skill của bé Phượng Hoàng nha các bạn. Thì đây là một pha full đam với lượng sát thương gây ra cho đối thủ cũng khá là nhiều nha các bạn. Hầu như bạn 50 này so với chúng ta thì chắc là bạn ấy cũng khá là yếu, khi mà hai đợt tia của chúng ta thì đã kết thúc được bạn ấy rồi. Nhưng mà thật sự mà nói, cầm Wow Búa với lại cái con bé Phượng Hoàng thì cũng hơi rén thật sự. Tại vì Wow Búa thì anh em cũng biết là Wow Búa nó sẽ thiên về phòng thủ và đào. Thậm chí thì trước đây nó được sử dụng rất là nhiều do là những cái tính năng mới như là dũng sĩ, các thứ nó không có dồn đam nhiều, cho nên là Wow Búa các bạn vẫn quậy tốt. Còn ở thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà anh em sử dụng búa kèm với Phượng Hoàng mà anh em gặp Kara rắn là anh em ngang lực chiến, là anh em cũng rất là khổ sở nha. Hầu như là nếu như mà không rít, không chạy ngọc thì sát thương của chúng ta so với họ như là châu chấu đá xe luôn. Cái này là thật sự nha. Rồi ok, với trận đấu thứ hai thì chúng ta gặp một bạn level 55 nha anh em. Rồi bây giờ chưa kịp bắn luôn thì bạn ấy đã cao chạy xa bay rồi. Thì đây là ở server 711 nha anh em. Là server của bạn Phụng Một Sắc gì nè. Ồ. Ở đây là đang ở chạy 10 luôn á mọi người. Để cô xem là đạt điểm thám hiểm bao nhiêu rồi. Wow, cũng rất là cao. Ôi trời, có lẽ nào cái nick mà cô đang chơi này có phải là cái nick của lão Lâm ngày xưa hay không nhờ? Khoan các bạn chờ Cú một xíu nha. Tại vì ngày xưa Cú cũng bán một cái nick top 3 ở server này, và cũng có búa vĩnh viễn nữa các bạn. Wow, level 10. Chắc là nick này hả mọi người? Sao nhìn giống phết luôn ấy các bạn. Không lẽ có duyên đến như vậy sao? Nhưng mà không phải. Tại vì vừa rồi là Cú có cái tài khoản đăng nhập mà mọi người, cho nên là tài khoản đăng nhập ngày xưa của cái nick kia thì hầu như là, để một lát Cú sẽ hỏi lại các bạn, hỏi lại ông Lâm xem là có đúng không, tại vì cũng lâu quá không có nhớ được anh em.
Thôi thì kệ đi, nó cũng là quá khứ rồi, bây giờ hiện tại đi anh em ơi, có thì chiến thôi. Rồi ok, trận này thì chúng ta gặp một bạn 61 và cuối cùng sẽ sử dụng cho mình là một pha full dam nha. Đang nói chung là hôm nay thì rất là vô tư, nhưng mà tối nay thì đang rất là lo lắng về cái việc mà ba máy và phải bắn như thế nào đấy nha mọi người. Hiện tại thì cú vẫn nhận như là đáy biển, ghép ảnh và lãnh địa. Thì nếu như mà anh em nào không có thời gian thì các bạn cứ thuê ha. Về lãnh địa thì nói chung là để tối nay cũng xem là mình có bảo toàn được 3 nick hay không. Nếu như mà ok vừa đủ thì chắc là lãnh địa thì cú sẽ không có nhận nữa. Có thể là cú sắp xếp, nhưng mà anh em cần thì cứ inbox trước đi cái đã, để mình sắp xếp, nếu được thì mình vẫn sẽ nhận cho anh em ha. Các bạn nói là sao, có rất là nhiều bạn bảo là mình nhận và để họ làm cho và chia cho họ một xíu, nhưng mà không, đối với cú thì tất cả mọi thứ từ giao dịch hay là mua bán hay là mọi thứ cú đều muốn tự mình làm cả. Cái thứ nhất là nó sẽ an toàn và nó chỉnh chu cho mọi người ha. Tại vì bản thân cú nói thật với anh em là không tin bất kỳ một ai cả, và các bạn cũng đừng có suy nghĩ là ừ tại sao mà cú nói như vậy, rồi ai mà tin. Thì nói chung vấn đề tin hay không thì các bạn phải theo dõi cú lâu ngày. Còn với thời điểm hiện tại khi mà đã làm những cái nick của anh em á, thì bắt buộc là phải làm gọi là tương tất cho các bạn và đàng hoàng, chứ không có đưa bừa được nha mọi người. Thì đây là một pha full dam nha các bạn. Tuy nhiên thì cú bay hơi lỗi, thành ra là cái pha full dam vừa rồi thì bị mất đi một số tia, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gọi là dính được một vài tia nha anh em. Nhưng mà lượng sát thương giữa Kara và Bét Rắn thì các bạn cũng vừa thấy rồi, bạn ấy với một số giáp rất là trâu. Và một pha ném chay của bạn ấy đã là 48.000 máu nha anh em. Khá là đau ha. Ôi thôi hỏng rồi. Bạn này khá là mạnh anh em ơi. Chỉ những cái pha cộng 2 của bạn ấy thôi, nhưng mà sát thương hoàn toàn rất là khủng khiếp nha mọi người. Bởi vậy cú mới nói với anh em là khi mà sử dụng Kara kèm với đó là Bét Rắn thì hầu như đó là một cái combo vừa tấn công vừa sát thương vừa phòng thủ, phải nói là rất là gọn gàng luôn. Bây giờ tiếp tục là chúng ta gặp chị em sinh đôi đây, nhưng mà khác con Bét thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một pha băng ha, và chúng ta vẫn sẽ sử dụng combo như cũ nha anh em. Rồi cú sẽ bay qua đi gần gần cho nó dễ bắn các bạn ơi. Thì đây là một pha full dam kèm với đó là skill của Bét Phượng Hoàng nha các bạn, và kèm với đó là Ngọc Liên Kích nha anh em. Wow, rất chuẩn xác luôn các bạn. Và cũng y như cũ thôi, bạn ấy là một bạn khó mà có thể hứng chịu được tất cả các pha đam của cú. Tại vì hầu như thì không rít thì vẫn đủ sát thương để kết thúc nha mọi người. Thì như vậy thì khi mà anh em vào chiến đấu thì hầu như cơ hội mà để các bạn có thể lật kèo được rất là khó. Thí dụ như các bạn có thể chống chịu được một pha đam của đối thủ với một pha với một lần rít hoặc là hai lần rít thôi thì các bạn mới có cơ hội. Chứ hầu như mà khi mà đối thủ full dam các bạn mà không rít các bạn vẫn bay màu, thì những cái trận sau mà các bạn gặp thì hầu như là không có để kiểu như là không có cơ hội để mà phản dam luôn. Bây giờ thì chúng ta gặp một bạn 30 và bạn ấy chắc là có tên ảo ấy. Với thời điểm hiện tại thì khi mà cú sử dụng cho mình qua búa kèm với đó Bét Phượng Hoàng thì hầu như là cái điểm nhanh nhẹn của chúng ta nó khá là vượt trội rồi, nó khá là cao rồi nha các bạn. Wow. Mít đào bị thua luôn là chắc là buồn cười lắm ha các bạn. Tuy là bạn 30 này hơi bé nhưng mà chúng ta chơi bài bản một tí xíu cho nó vui nha nè. Ôi trời không có tên luôn các bạn. Ôi trời bị hạt chân ở trận này thì chắc là không thét nha anh em. Wow, rất hay.
là cô sẽ sử dụng cho mình là một pha 2-3 năm và ở dưới cô sẽ đục đích lên nha các bạn. Đấy, có dẫn đường thì rất là tự tin nha mọi người, nhưng mà cũng rất là trâu nha các bạn. Hít bạn ấy một tia đầu 15 chỉ được 15.000 máu thôi và vẫn chưa bay màu luôn anh em. Đáng lẽ là bữa nay là tầm 12 giờ rưỡi thì cô mới lên quay, nhưng mà anh chủ nick ảnh nói là 12 giờ rưỡi thì là giờ ổng nghỉ trưa, thành ra là để ổng lên ổng chơi ba la ba lu gì đó, thành ra là mình mới bắt buộc là cô phải quay sớm hơn một xíu ha. Gặp mấy bạn 3x khủng khiếp đó nhở. Hạt nhân và xuyên giáp luôn, trầu phết đấy các bạn. Nhưng mà khó mà để có thể so với chúng ta, tại vì ở tầm 3x và 2x thì hầu như những cái tính năng của các bạn ấy thì họ chưa được mở hết ấy. Thành ra là nếu như mà các bạn thật sự pro ấy thì nó cũng không bằng những nick so với 50. Tại vì 50 thì các bạn đã mở hết những cái tính năng này kia các thứ rồi, còn ở 30 và 40 thì các bạn bị hạn chế của một số tính năng. Thành ra là khi các bạn mà có quá VIP đi thì các bạn cũng khó là so sánh. Tuy nhiên thì cô cũng không nói bao gồm, tại vì hiện tại bây giờ thì các bạn cũng đã thấy có rất là nhiều bạn 40 với lượt chiến hơn 50, thậm chí là hơn 70, rất là nhiều nha mọi người. 42 triệu mấy, 3 triệu lượt chiến hình như là cũng đã có rồi ở 4x đấy. Đây tiếp tục là bạn Trâm Anh nha. Ở cảnh này thì thật bắt buộc là cú phải tung ra cho mình là một pha chuẩn xác, chứ nếu như không chuẩn xác thì khả năng là bị chôn rất là cao nha mọi người. Lại tiếp tục là một cái pha gọi là tâm lý. Tuy nhiên thì hạt nhân nó giải tỏa ngay tâm lý cho cú. Pha vừa rồi là một pha bắn mít nha các bạn, nhưng rất may mắn cho cú đó là một pha hạt nhân và bạn ấy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, thành ra là đã bay màu nha các bạn. Đúng là hú hồn nha mọi người, chứ nếu không thì khả năng là đi xa rồi. Ngày hôm sau ví dụ mà cú có quay giải siêu cấp thì chắc là cú sẽ kêu anh chủ nick giác thêm cái cara, hoặc có thể là tích vàng để mình sử dụng cara nó mới mạnh được anh em ơi. Còn wow búa thì mặc dù là nó vĩnh viễn nó ok, nó nhìn ngon thiệt, nhưng mà cảm giác búa kết hợp với vượng hoàng thì thật sự cú không có tự tin lắm trong những cái trận mà gặp những bạn cara rắn ha, hoặc là cara và những cái khác. Ôi trời, phục màu sắc với level 30 nha anh em. Chúng ta sẽ chơi bài bản một tí xíu nha mọi người. Cú sẽ bay lên cái con lân này nha các bạn. Lúc đầu cú cứ tính là bạn top 1 server mình không à, nhưng mà không phải. Bạn này hình như ở vui anh em vui vẻ thì như là cũng 609 nha. Một pha trốn. Đồ. Ôi. Sẽ xử lý như thế nào nha các bạn. Bây giờ là cú sẽ bay lên đây. Thích nhây thì nhây thôi. Cú thì sợ hạt nhân thôi nha mọi người, nhưng mà ok, thích nhây thì cứ chơi nhây thôi, không sao cả nha các bạn. Chúng ta sẽ bắn mạnh một tí xíu. Ở đây thì không cần dẫn đường, hầu như là cái pha bắn của cú là một cái pha chuẩn xác. Và vừa rồi là một cái cây búa cuối cùng rất chuẩn xác, cũng là cây búa kết thúc đi bạn 30 ha. Cú định là bắn dư ra một tí xíu để cho nó hít vào ấy mọi người. Nhưng mà pha vừa rồi bắn khá là siêu chuẩn, thành ra là phải phá đi lớp đất ở bên trên. Thì đó là một lần cũng được gọi là tính tên không mấy hoàn... À sorry, tính gốc và lực bắn không hoàn hảo đấy mọi người. Đáng lẽ là pha đó là cú tính là nó sẽ rơi vào cái mép ngoài một xíu để nó hít vào bạn ấy, nhưng mà không thành công nha. Bây giờ là gặp bạn bòm đẹp dai. Ok là mình sẽ bò từ bên đây qua. Ôi trời, chạy rồi. Ở đây là ổng còn 110 xu lẻ kìa, cú sẽ xin 20 xu. Thì xong trận này chắc là cú cũng sẽ kết thúc video luôn nha anh em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc các bạn sẽ có một ngày mới may mắn cũng như là vui vẻ. Và anh em cần gì thì liên hệ với mình sang Zalo giùm cú nha các bạn. Và nhớ là chủ động inbox giùm mình nha. Và cú cũng rất là cảm ơn anh em. Hầu như là bên mình thì chỉ bán những cái nick tầm
1M, 2M thôi, nhưng mà anh em 1M, 2M, 3M thôi, nhưng mà anh em ủng hộ Cú phải nói là cực kỳ mạnh tay luôn. Thì đó cũng là một cái mà Cú rất là vui nha các bạn. Rồi. Xuyên giáp nha anh em. Wow. Xuyên giáp thì sát thương cũng khá là khủng. Tuy nhiên do là đối thủ sử dụng Kara kèm với đó là bét rắn, cho nên là lượng giáp của anh ấy khá là to, và chúng ta không có cơ hội để không có Varric để kết thúc luôn các bạn. Thì đây là nếu như Cú không làm thì nick Matcha này ở bên cụm 245. Tại vì hôm qua thì Cú có vào nick 245 và có xem bảng xếp hạng nha. Hiện tại thì Cú cũng đang bán cái nick mua lì đòn ấy. Ôi trời ơi, một pha ném chai Rick 90 mấy ca máu. Các bạn thấy rõ ràng bạn Matcha này với lực chiến chỉ ngang chúng ta thôi, nhưng mà khi mà sử dụng Kara và kèm với đó là bét rắn thì rõ ràng sát thương bạn ấy quá là khủng khiếp so với nick của chúng ta sử dụng bét phượng hoàng ha mọi người. Đó là một điều không phủ nhận nha. Nếu như lão anh mình mà chơi lâu thì chắc là mình sẽ xúi ổng chuyển sang con bét rắn các bạn ơi. Chứ phượng hoàng cũng thấy khó nuốt quá các bạn. Mặc dù là ở tầm nít 55 như thế này thì việc mà anh em chơi sảnh, danh chạy hay giải siêu cấp nó cũng nằm ở mức độ ổn và ngon chứ không phải là gà. Nhưng mà để mà anh em có gọi là vui hơn và đi sâu hơn trong giải siêu cấp hay là mọi cái sảnh đấu mà gặp những anh chị mà lực chiến ngang tầm hoặc có thể là hơn xíu á, thì anh em nên tốt nhất là sử dụng Kara và rồng, Kara và bét rắn để có khống chế, hoặc là Kara và phượng hoàng thì cũng được, không sao. Ai mới nhắn tin cho mình đó mọi người? 67. Thì đây là một pha full dam nha anh em. Ok. Thì bây giờ là Cú cũng đã xong giải siêu cấp rồi ha. Thì Cú cũng sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã luôn yêu quý và ủng hộ. Và chúc các bạn sẽ có một ngày may mắn. Và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Bây giờ là để mình chụp hình cái anh em. Rồi, ok. Bye bye anh em.